Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chào mừng những cái bạn mà thích thú cưng chó, cưng mèo cưng, đặc biệt là những chú chó hơi ngầu ngầu một chút. Hôm nay mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người thông tin về cái idol của giới trẻ, đó là anh Nguyễn Văn Dưới. Nguyễn Văn Dưới này là một chú chó rất là đẹp và cực kỳ là hài hước nhé mọi người. Cùng xem cập nhật xem là anh chàng này đang có những cái hoạt động gì trên Facebook nha. Idol Nguyễn Văn Dưới đã bớt ngáo, thần thái sang chảnh như người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Với fanpage có hơn 200.000 người theo dõi, chú chó ngáo Nguyễn Văn Dưới bắt đầu lăn xăng sàn showbiz bằng bộ ảnh cực ơ là ngầu, nổi lên với loạt biểu cảm hài hước chuyên đi cà khịa những chú chó khác. Biểu cảm gây cười của chú chó lập tức trở thành meme được đem đi rải khắp nơi. Những tấm ảnh tấu hài của Nguyễn Văn Dưới được đông đảo mọi người yêu thích và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Fanpage của chú chó này có tên là Gấu Mèo Bắc Mỹ, đạt hơn 40.000 lượt theo dõi chỉ sau 5 ngày thành lập và đạt gần 200.000 lượt follow ở thời điểm hiện tại. Mọi thông tin về Dưới luôn được hội yêu thích thú cưng quan tâm và update liên tục. Mới đây, anh bạn khiến dân mạng tiếp tục chao đảo với bộ hình chụp bên rau củ mà nhiều người gọi là đại sứ rau củ siêu xịn. Trong hình, Dưới không ngáo nữa mà đã ngoan ngoãn hợp tác, thể hiện thần thái vô cùng dễ thương, không uổng danh chú chó có hàng trăm nghìn fan trên mạng xã hội. Sau những bộ ảnh đời thường được chụp trộm bởi anh chàng Sen, thì nay idol Dưới đã chính thức bước vào giới showbiz với độ chịu chơi đầu tư kỹ hơn vào mặt hình ảnh, diễn cực sâu để có một bộ ảnh không thể đến nỗi ấn tượng hơn. Cộng đồng mạng fan của Dưới rần rần khen tới đắp. Idol không làm em thất vọng, bí quyết gì làm Dưới của tôi ngoan ngoãn thế này, trông có khác gì người mẫu ảnh chuyên nghiệp đâu. Có thể nói trong bộ ảnh thì Dưới đã thể hiện rất nhiều cung bậc của cảm xúc, có khi thì liêm diêm hờ hững, khi thì rất ngây thơ, khi thì nói cà khịa em không còn cà khịa nữa đâu, khi thì rất là hài hước và rất là ngầu. Sau khi bộ ảnh này được thực hiện, nhiều người đã nhớ ngay đến hình tượng của chú mèo Shiro Neko đến từ Nhật Bản, nổi tiếng khắp thế giới với phong cách đội mọi thứ lên đầu, khuôn mặt tròn xe vô cùng đáng yêu. Chắc hẳn cứ đà này Dưới cũng chẳng thua kém gì chú mèo Shiro Neko nổi tiếng một thời. Theo như chủ nhân thì Dưới thuộc giống chó hờ mông cọc đuôi, được chủ mang về từ vùng cao nguyên thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Và chủ nhân Dưới chia sẻ, trong một lần tình cờ tôi tìm được chú chó này. Nếu như loại hờ mông cọc đuôi thì có dáng cao gọn, còn chú này lại lùn, mặt rất nháo ngơ. Tôi bỏ ra 800.000 để mua và vận chuyển Dưới về tới Hà Nội. Lúc mua, nhiều người bảo rằng tôi bị dở hơi. Vừa xét về những quy chuẩn của một chú chó đẹp thì Dưới chắc không có đạt, thế nhưng nó lại có khuôn mặt vô cùng hài hước. Và có thể nói hiện tại mọi hoạt động của Dưới đang được theo dõi rất sát sao bởi những fan của mình. Đó là những con người thực sự, những người yêu thích thú cưng, yêu thích chó, yêu thích mèo. Đây là một trong những người bạn rất thân thiết và là một idol của giới trẻ hiện nay trên mạng xã hội Việt Nam. Và rất hy vọng rằng trong thời gian tới Dưới sẽ tiếp tục nổi và nổi trên khắp thế giới. Và hiện tại rất nhiều cái fanpage đã được tạo ra. Đó có thể là những cái fanpage face hay là fanpage là những cái fan của Dưới. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng chính là những cộng đồng mạng đang rất yêu thích Dưới. Tất nhiên có những cái fanpage tạo ra với nhằm mục đích thương mại, nhưng các bạn luôn nhớ rằng Dưới chỉ có một cái trang duy nhất, một cái băng ghép duy nhất, đó là Gấu Mèo Bắc Mỹ. Hãy nhớ rằng Gấu Mèo Bắc Mỹ với cái lượng follow là gần 200.000 lượt follow, và những mỗi bài đăng của Dưới thì luôn có cái lượng tương tác rất lớn, rất khủng, cũng vài chục nghìn lượt like và vài chục nghìn lượt share. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.